Sống phải biết chậm rãi ba việc này mới khôn. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, thủy thâm tắc lưu hoãn là có ý nói rằng nước càng sâu thì chảy càng chậm. Trên mặt nước, cho dù gió thổi làm sóng trào dâng cuồn cuộn, nhưng những dòng nước ở bên dưới sâu vẫn luôn duy trì tốc độ chảy chậm rãi, thong dong. Mà nhân quý tắc ngữ trì, ý nói rằng người sang quý thì lời nói thường chậm rãi, hơn nữa còn không dễ dàng tỏ thái độ, không dễ dàng kết luận, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Làm người gặp phải chuyện lo lắng, việc khó khăn thì đều phải bảo trì một tâm thái bình tĩnh và tường hòa. Nói chuyện chậm rãi một chút thật sự có thể giúp chúng ta tránh được rất nhiều tai họa và sai lầm không đáng có. Động và tĩnh, nhanh và chậm là thuộc về lý tương sinh tương khắc. Trời đất vì có chúng mà trở nên cân bằng. Động sẽ khiến tiêu vong xảy ra nhanh hơn, tĩnh mới có thể lâu dài. Cho nên người xưa mới giảng rằng tĩnh lặng mới có thể đi xa. Cho dù thông minh, giàu có hay bản lĩnh đến mấy mà tâm không an tĩnh, lời không trí tuệ thì vẫn khó có thể thành công. Nói là một loại năng lực, nhưng không nói chính là một loại khôn ngoan. Chính vì vậy, hãy nhớ kỹ trong cuộc sống có những điều cần chậm lại. Nếu làm được tốt những việc này thì mối họa càng ít, phúc khí càng nhiều. Sau đây là ba điều như vậy. Thứ nhất, chậm rãi hưởng thụ. Chậm rãi hưởng thụ ở đây là khi được hưởng phúc lành thì có thái độ từ tốn, không thể xa hoa dâm dật, tùy tiện phung phí. Cổ nhân dạy, phúc bất tận hưởng. Một người có phúc thì không nên hưởng hết, mà phải luôn bồi đắp, bởi vì khi phúc đã hưởng hết thì họa tất sẽ đến. Khi mọi sự tình đang ở thế thuận cảnh thì nhất định phải học cách tiết chế, đừng dương dương tự đắc. Phải chậm rãi mà hưởng thụ phúc khí. Có như thế thì mới lâu dài được. Những người sống từ tốn, thấp điệu, sẵn sàng ở dưới người khác thì sẽ an yên mà hưởng phúc. Người xưa có câu: hiên dục kỳ vong, tất lệnh kỳ cuồng. Nghĩa là ông trời muốn diệt vong một người nào đó thì đều trước tiên là làm cho họ cuồng vọng, không kiềm chế được. Cuối cùng là thiên tai nhân họa đều giáng xuống người ấy. Từ xưa đến nay, những người giàu có nhanh chóng, tùy ý tiêu xài, quá phận hưởng thụ phúc, phô trương lãng phí thì cuối cùng phần lớn đều có kết cục không tốt đẹp. Có nhiều người khi dễ dàng đạt được thứ gì đó liền khoe khoang bản thân mình. Đó là cách đánh mất phúc khí nhanh nhất, bởi vì khoa trương sẽ kích động, làm nảy sinh lòng ghen ghét, đố kỵ người khác. Những người khôn ngoan, họ đều chậm rãi hưởng thụ, nên phúc khí mới kéo dài. Điều thứ hai, chậm rãi suy xét. Cổ nhân dạy, tâm nóng vội không thể làm nên đại sự. Những người có thành tựu trong đời đều phải trải qua những tôi luyện, thậm chí phải dùng nhiều thời gian, tâm huyết thì mới có thể làm tốt được một việc. Những người nóng vội, không chín chắn thì thường làm việc phớt lờ, làm cho qua loa, không sâu sắc. Từ đó, làm việc gì cũng bất thành. Một người phải biết được chí hướng thì mới có thể kiên định, không lay động. Chí hướng kiên định rồi thì mới có thể làm việc trầm tĩnh, không nóng vội. Tâm tính mới có thể bình thản để suy xét mọi việc chu đáo. Khi suy xét một vấn đề, càng cần phải như vậy. Chỉ có chậm rãi suy xét, làm cho bản thân tỉnh táo lại, mới có thể nghĩ ra một số điều khả thi, cũng dễ dàng khiến bản thân suy xét được chu toàn. Khi suy xét chậm rãi, không vội vàng hấp tấp, thì mới có thể giải quyết được những sai lầm và mầm tai họa, khiến nhân sinh ngày càng thuận lợi. Thứ ba là chậm rãi nói năng. Người xưa dạy,
nói nhiều tất nói lỡ, họa từ miệng mà ra. Cho nên người xưa thường khuyên nhủ chúng ta nên nói ít, nói chậm. Người trí tuệ thường không để lộ tài năng của mình, không nói lời khoa trương bản thân. Họ nói năng chậm rãi rõ ràng, không nóng vội, không hoảng hốt. Trong cuộc sống này, có không ít người hiểu được đạo lý này. Thậm chí còn có không ít người có thói quen xấu là nói quá nhanh, cướp lời người khác nói. Họ cho rằng mình thế là thông minh, nhưng không hề biết bản thân đang gây khó chịu cho người khác. Ngày nay có nhiều người trẻ tuổi vì tâm tính không ổn định, vững vàng, nên mở lời thường nói lời ngông cuồng, thao thao bất tuyệt. Một số người không đặt mình vào đúng vị trí, nói năng không suy xét, nên họ dễ gặp những bất lợi và thất bại. Quý vị thân mến, nước sâu thì chảy chậm, nói thận trọng mới là người khôn ngoan. 12 điều quyết định thành bại trong đời nhờ bản lĩnh uốn lưỡi. Đừng quên miệng vàng lời ngọc. Một lời nói cũng có thể mang đến sức mạnh để quyết định sự nghiệp thành bại, vận mệnh giàu nghèo. Thứ nhất, việc gấp nói từ từ. Khi gặp chuyện gấp, nếu chúng ta hành xử tỉnh táo bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng thì mới có thể để lại một hình tượng trưởng thành, chững chạc, không bốc đồng và thiếu ổn định trong mắt người khác. Từ đó làm gia tăng mức độ và khả năng tin tưởng của đối phương. Thứ hai, việc nhỏ nói hài hước. Những chuyện nhỏ không đáng xé ra to, đặc biệt trong trường hợp muốn nhắc nhở thiện chí thì nên dùng giọng điệu hài hước và chút bông đùa để nói ra. Vừa không làm người nghe cảm thấy mất mặt, giúp họ dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của chúng ta hơn, vừa có thể tạo điều kiện xây dựng quan hệ thân mật giữa cả hai. Thứ ba, việc chưa chắc chắn nói thận trọng. Với những việc mà chúng ta không thể chắc chắn 100% hoàn thành tốt đẹp, tốt nhất hãy nói ra một cách thận trọng và nghiêm túc về khả năng của mình để đem lại cảm giác đáng tin, chứ không phải hình tượng một kẻ đạo đức giả không dám nhận việc. Thứ tư, việc chưa xảy ra đừng nói trước. Những người đáng ghét nhất chính là kẻ cố tình sinh sự, gây chuyện vì những điều còn chưa xảy ra mà chỉ dựa trên sự phỏng đoán và những lời đồn đoán lung tung. Nếu bạn biết giữ im lặng và kín miệng trước những trường hợp ấy, người ngoài nhìn vào có thể đánh giá sự trưởng thành, năng lực tu dưỡng đại biểu cho tinh thần trách nhiệm và nhân phẩm tốt đẹp của chính bạn. Thứ năm, việc không làm được đừng nói lung tung. Như người ta thường nói, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đừng tùy tiện hứa hẹn những gì mình không thể làm, nếu không muốn trở thành kẻ bất tín. Đừng nói lung tung sẽ khiến người nghe cảm thấy bạn là người nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói là làm, và tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng người ta. Điều thứ sáu, điều hại người khác không thể nói. Đừng bao giờ dùng lời nói của mình để cố tình nhắm vào, gây tổn thương người khác, cho dù đó là người xa lạ hay thân thiết. Điều này sẽ thể hiện tính cách thiện lương, nhân phẩm tốt đẹp của bạn, giúp duy trì mối quan hệ đôi bên. Điều thứ bảy, chuyện buồn đừng có gặp ai cũng nói. Khi gặp vấn đề đau khổ, chúng ta đều có mong muốn được trò chuyện, được sẻ chia. Nhưng bạn cần biết cách chọn mặt gửi lời, chứ không phải gặp ai cũng nói. Một người không đủ thân thiết phải nghe chuyện buồn của bạn, dễ cảm thấy áp lực về tâm lý, không muốn nói chuyện, thậm chí là dần dần xa lánh bạn. Đồng thời, thản vãn kể lể quá nhiều sẽ biến bạn thành một nguồn năng lượng tiêu cực trong mắt những người xung quanh. Điều thứ 8, chuyện của người khác đừng đưa chuyện. Hãy giữ khoảng cách an toàn vừa đủ để đảm bảo sự riêng tư cho mọi người xung quanh. Đừng tùy tiện phán xét và lan truyền những vấn đề của người khác để tránh gây ra những mâu thuẫn
không đáng có. Điều thứ 9, chuyện của chính mình, nghe người khác nói. Với những vấn đề của bản thân, đừng quên tham khảo cái nhìn khách quan từ người khác và chân thành lắng nghe ý kiến của họ. Hành động của bạn có thể đem lại ấn tượng khiêm tốn, biết tiếp thu và hiểu lý lẽ cho những người xung quanh. Thứ 10, chuyện của người lớn, nghe nhiều, nói ít. Người lớn tuổi thường không thích bị áp đặt, kiểm soát hay bị người khác chỉ đạo mình phải làm gì. Nếu chúng ta nói nhiều hoặc liên tục nhận xét họ nên làm gì, không nên làm gì, những người lớn tuổi sẽ cảm thấy bạn không tôn trọng họ. Thay vào đó, hãy yên lặng lắng nghe và đúc rút ra kinh nghiệm từ những bài học từng trải quý giá của các trưởng bối xung quanh. Điều thứ 11, chuyện vợ chồng, hãy nói cùng nhau. Giữa chồng và vợ, điều đáng sợ nhất là sự yên lặng. Không trao đổi, không giao tiếp và thảo luận sẽ khiến tình cảm đôi bên hao mòn nhanh chóng, thiếu sự thấu hiểu, dễ nảy sinh xung đột. Tới lúc đó, hai bên lại không ngừng đổ lỗi, chỉ trích lẫn nhau. Vì vậy, trong ngày thường, hãy cùng nhau thương lượng, giải quyết mọi vấn đề trong gia đình. Điều thứ 12, chuyện của con trẻ, nói dần dần. Bất cứ đứa trẻ nào cũng có thời kỳ thay đổi, trở nên nổi loạn và khó kiểm soát hơn. Nếu cha mẹ biết giữ thái độ nhẹ nhàng và kiên định để từ từ khuyên bảo thì mới có thể thuyết phục trẻ hiểu rõ đúng sai thị phi. Ngược lại, một mực áp đặt hoặc dùng thái độ cưỡng ép để bắt trẻ nghe lời sẽ chỉ làm phản tác dụng. Có thể thấy rằng, chẳng phải tự nhiên mà người xưa có câu miệng vàng lời ngọc. Mỗi tiếng nói ra phải có trí tuệ, có tu dưỡng, phải chú ý tránh làm tổn thương người khác, thất đức, đánh mất niềm tin của mọi người xung quanh. Đôi khi, chỉ một lời nói cũng có thể quyết định thành bại đời người.